nhà có thể xem nè, mình không có để dầu mỡ vì gì hết á. Cánh gà thậm chí là nó chưa có vàng nhưng mà nó vẫn chạy qua chạy lại được, không hề dính. À, hôm nay giữa tuần mình làm gì đây bé yêu? Mình đang làm món bánh tèo. Và hôm nay là ngày 14 tháng 5. Có chai mà đây là món hạt chai. Anh rất là thích cái chảo chống dính này. Cái chảo này nó có 3 lớp. Lớp đáy là lớp thép, ở giữa là lớp nhôm, và lớp trên cùng là lớp thép. Cho nên nó là nó bắt nhiệt nóng rất là nhanh. Và đặc biệt đó là cái chảo chống dính này là chịu cái nhiệt độ mà cao lên đến là 232 độ C.